loa tép là phải bật được hai chế độ tép và siêu tép. Đây là cái bản hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong ngành âm thanh Việt Nam. Đây là những cặp tép 250, 350 có chế độ bật siêu tép và trang bị hệ thống chống cháy. Cháy là quá khứ rồi. Đây là bản tiên tiến nhất Việt Nam và trên thế giới. Thiết kế hoàn hảo để phù hợp với tất cả các loại âm ly, các loại vang. Đây là tép thành phẩm chống cháy, bảo hành 1 năm. Phễu này 12 x 12. Chiều cao tổng là 16 phân. Đây là cặp 250. Anh em xem giá thì anh em bình luận và kết bạn Zalo với số điện thoại 0973 533 269 hoặc bình luận trực tiếp để chúng tôi gửi giá trực tiếp cho luôn. Đây là cặp 350. Mình gửi hình ảnh cụ thể cho luôn. Đây mới gọi là tép đẳng cấp. Chống cháy 100% để chống lì cho âm thanh. Chế độ gạt lên là siêu tép, gạt xuống là tép. Này, toàn 500 xịn. Đẳng cấp, dùng cho tất cả các loại âm ly từ 2 sò đến đầy 40 sò. Dùng cho nó tất cả các loại bát từ bát 20.